Công an xã Đờ Liên Giang và đội cảnh sát kinh tế ma túy công an huyện e Hòa Leo xác minh, ông Nguyễn Minh sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại thôn 2 xã Hòa Thuận thành phố Buôn Ma Thuột, đến tạm trú và làm dãy tại thôn 5 xã Đờ Liên Giang, huyện E Hòa Leo, có trồng cần sa trái phép tại hai vị trí trên đất dãy cà phê của gia đình với tổng số 78 cây, trong đó cây cao nhất 2 m, cây thấp nhất 5 cm. Làm việc với lực lượng công an, ông Nguyễn Minh cho biết, gia đình chăn nuôi gà, Nghe nói dùng lá cây cần sa cho gà ăn để phòng dịch bệnh và giúp gà phát triển nhanh nên đã trồng với mục đích chăn nuôi gia cầm. Tại buổi làm việc gia đình ông Nguyễn Minh đã tự nguyện nhổ bỏ hoàn toàn số cây cần sa đã trồng. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ số cây cần sa này và ban hành quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Minh vì đã có hành vi trồng cây cần sa trái phép.